Em nhá, hôm nay thì em mình còn những cái lô máy mà nó bị tồn kho ấy. Cho nên là bây giờ mình sẽ xả cho anh em nhá. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái mẫu máy Yokohama này. Đây là cái mẫu máy Yokohama 6,5 này. Nắp xăng của nó là dập nối chữ Yokohama nhá. Con này còn có một cây này, 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 là 8 là 9 cây. 9 cây nhá. Anh em khi mà anh em đặt hàng thì là đặt cho mình cái máy mà còn 9 cây ha. Rồi, cái mẫu này thì 6,5 này. 6,5 nha, cốt của nó là cốt 19 196cc, Yokohama dập nối này, hàng đẹp nhá, lốc máy rất là dày dặn, hàng chính hãng nhá. Đây Yokohama, đây là lốc máy thì nó in ở đây, ở trong này nó chữ Yokohama dập nối này, đây là nằm ở đây ạ. Máy rất đẹp nhá, con này thì có trọng lượng là 13 cân ha. Máy này thì phụ kiện đi kèm nó có phiếu bảo hành của hãng này, cũng như là mở buri. Còn cái buli thì mình mua riêng ha. Những cái dòng máy đắt tiền thì hầu như là người ta không tặng. Nắp xăng của đó là nắp xăng vặn nhá. Nắp xăng vặn ha. 6.5 HP ở đây. GX200 Yokohama 6,5. Là này, hàng của Nhật ha. Đây. Bình xăng của nó này. Mọi người thấy là bình xăng của Nhật luôn, hàng xịn nhá. Đấy, bô lửa của nó rất là dày dặn. Lốc máy này. Tuyệt vời luôn ha. Dòng máy rất là dày dặn này. Đây. Đó. Quá đẹp. Hàng chính hãng con này thì bên em bảo hành 1 năm nhá. Giá con này thì hiện tại con 6,5 này thì em sẽ sell cho mình. Con này thì về hàng nó cũng còn rất là ít đấy. Đấy, thì chương trình này em sẽ tặng cho mình kèm một cái bình nhớt này. Ha, tặng cho mình một cái bình nhớt để khi mà hàng về đây mình test máy luôn. Con này thì em bán là 1.500.000 nhá. 1.500.000 là miễn phí ship, miễn phí ship tận nơi ha. Miễn phí ship tận nơi này, tặng kèm một bình nhớt nhá. Đó, đây là cái thùng của nó đây. Đây là GX200 thương hiệu Yokohama ha. Đây, đó là cái thùng của nó ha. Rồi, giá em Minh bán là 1.500.000 miễn phí ship nhá. Tặng kèm mình một bình nhớt ha. Rồi, tiếp theo là cái con này này. Con này thì em Minh còn có con này. Senkyo này. Senkyo hàng đẹp này. Nhá, 6,5 này. Con này thì hiện tại em còn có một cây thôi. Con này cái lô này em bán nhiều lắm. Còn có một cây thôi, bán 1.350.000. Senkyo 1.350.000, 6,5. Con này em còn có một cây. Tặng cho mình kèm một cái bình nhớt này. À, tặng kèm một bình nhớt luôn. 1.350.000, giá của thị trường con này phải tầm 2 triệu ha. Rồi, con Yokohama thì hồi nãy mình cũng báo giá rồi, là giá về là 1.500.000 ha. Rồi, đặc biệt là con này thì con Amaktun. Con này là những anh em nào mà làm hàng nặng ấy. Hàng nặng nhá. Có nghĩa là biển mình chạy ghe chạy thuyền này, máy cắt máy đầm này ha. Thì mình dùng con này. Con này là con Amak nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Con này thì con nhập khẩu nguyên con này. Đây. Thái Lan GX200 nhá. Amaktun này GX200 này. À, con này thì hàng xịn, cực kỳ xịn. Con này những anh em nào mà làm hàng nặng, tức là anh em chạy ghe chạy thuyền nặng này, cũng như là gắn máy đầm này, gắn máy cắt này nha. Đấy, chạy bơm thuốc này, nói chung là tuyệt vời nhất con này. Con này là con nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan GX200. Nó sử dụng tất cả là đều là cam thép nhá. Đều là cam thép. Đấy, con này giá thị trường của nó là 2 triệu nhá. 2 triệu và bây giờ mình thanh lý cho anh em là 1.6. 1.6 là con này là giảm tới 400.000. Amak này, nhập Thái Lan. Lốc Thái Lan này, GX200 này. Anh em khi đặt hàng thì anh em nhớ là bán cho anh cái con máy Thái Lan GX200 nhập nguyên chiếc. Đấy, nhập nhà máy từ Thái Lan ha. Con này bộ bảo hành 1 năm. Con này trước mình bán nhiều lắm, giá mình bán là 1.6. Bao ship và tặng kèm cho mình một bình nhớt này. Tặng kèm một bình nhớt ha. Đây, con này thì phải nói là đẳng cấp rồi ha. 1.6 con này giá thị trường 2 triệu, hôm nay mình báo giá rồi ha. Con này 1.350.000. GX200 này thì hiện tại mình còn có 1 cây, 2, 3 cây, 3, 4 cây là hết hàng rồi ha. Rồi thì khi mà hàng về thì anh em được là test máy, được thử máy ha, thoải mái thì luôn anh em mình mới nhận thanh toán tiền nhá. Đây, tất cả máy thì đều có trọng lượng từ 13 cân trở lên. Con này là con GX 200 này, hàng này là dùng để mà mình sử dụng gọi là hàng nặng ấy, có báo nhớt này. Rồi. Thì bây giờ tiến hành là cũng như là kiểm tra máy này, rồi là test máy cho anh em. Máy thì bên em mình là nguyên đai nguyên kiện ha, là chưa có đổ nhớt nha. Còn ở trong máy thì nó có những cái nhớt chống rỉ vân vân. Thì bây giờ tiến hành đổ máy, đổ xăng, đổ nhớt vào. Những cái con này là con mới hết. Đây là con Yokohama này. Hiện tại thì bây giờ là chưa có xăng nhớt ra.
Đấy thì mình sẽ tiến hành mình sẽ đổ nhớt vào. Ở đây là mình không nghiêng thế này nha. Nghiêng thế này á thì nhớt nó sàn vào cái bô lửa ha. Một trong những cái thương hiệu Yokohama của Nhật này. Đấy, con này thì hàng đẳng cấp rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là đổ nhớt này. Ở đây thì mình có tặng cho anh em một bình nhớt rồi, cho anh em có thể về là có nhớt sẵn rồi. Anh em chỉ cần đổ xăng vào là ok này. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ nhớt vào. Về nhớt thì mình đổ khoảng tầm 4 đến 500ml là ok ha. Là nó vừa với cái máy mà mình đang sử dụng. Rồi. Ok nha anh em. Rồi bây giờ mình tiến hành khóa nhớt lại nhé. Ở phần trên này phần nắp xăng vặn này. Thương hiệu Yokohama. Đó. Này thì mình sẽ tiến hành đổ xăng vào. Con này thì rất là dễ nổ bởi vì nó sử dụng là tất cả là đều là động cơ xăng thì nó cực kỳ là dễ nổ nhé. Rồi. Ok ha. Nắp này nắp vặn rất là tuyệt vời luôn. Về cái độ cứng cáp, chất lượng. Rồi. Ở đây cái phần này là phần ở đây có cái sử dụng cái công tắc ở đây. Đẹp, can thép chất lượng Yokohama. Cái phần này thì mình sẽ gạt về bên trái nhá. Đây khóa mở xăng rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành giật nổ nha anh em. Đây. Ha. Là nó nổ ha. Đây là cái ga. Mình có thể điều chỉnh ga thấp, ga cao thì theo cái vấn đề công việc của mình ha. Đây. Quá đẹp luôn. À 6 người nữa này. Đó. Sáu người nữa ha. Về cái nguyên lý hoạt động của những cái máy chạy xăng này thì nó rất là nhẹ nhàng khi mà giật nổ nha. Mình bật công tắc này. Rồi mình gạt cái EV này. Và mình tiến hành giật này. Ở đây thì mình có thể là sử dụng rất là một chút xíu vòng tua là nó nổ nha. Đây là mình đã kéo lên rồi, bây giờ mình giật nha. Là nó là nổ rồi nha. Đây thì dòng này tiết kiệm xăng là bu đi đánh lửa rất là tốt. Dập nổ cho cô Hama lên ha. Rồi, rất là tuyệt vời. Quá tuyệt vời ha. Rồi tiếp theo là cái con máy Amax. Con này thì nhập Thái nguyên con. Nguyên con nhá. Con này giá thị trường của nó là 2 triệu. Bên mình giảm về còn lại 1 triệu 6 ha. 1 triệu 6 là con này. Tất cả đều tặng một bình nhớt. 1 triệu 500 ngàn đều tặng một bình nhớt ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành kiểm tra cũng như test thử cái con này. Con này thì của Amax nhập Thái 6 người rưỡi này ha, hàng đẹp. Bây giờ mình tiến hành đổ nhớt vào. Đây, tiến hành đổ nhớt vào cho anh em để anh em trải nghiệm con máy này. Tại vì tất cả máy của bên em mình là đều là máy mới ha. Nguyên đai, nguyên kiện. Đấy, 100% cho anh em. Rồi. Rồi. Đây là con Amax nhập khẩu từ Thái Lan, nguyên chiếc. Xăng thì mình đổ ở đây. Rồi. Tất cả những cái sản phẩm của bên mình bán ra thì đều được bảo hành là 1 năm ha. Amax GX200 nhập khẩu Thái Lan. Nắp vặn, báo nhớt, công tắc bật xuống ha. Rồi. Con này thì tiến hành sẽ là gạt cái EV trái, mở xăng. Bây giờ mình sẽ tiến hành là giật nổ ha. Ok ha. Đây. À. Tuyệt vời luôn á. Máy rất là dễ nổ nhá. Con này là dành cho anh em dùng cái hàng nặng. Có nghĩa là anh em có thể cắt bê tông, rồi là máy đâm, làm lốp, rồi là bơm, chạy ghe, chạy thuyền. Nói tóm lại là những cái dòng này là dành cho hạng nặng ha. Rất là tuyệt vời nhá. Rất là dễ đổ ha. Đây. Khi mà đổ nhớt đổ xăng vào rồi, gạt EV và mình sẽ tiến hành giật nổ này. Anh em thấy là không cần đủ vòng tua luôn. Đây. Đây anh em thấy là đây này nha. Đây không cần đủ vòng tua ha. Đây mình giật cho anh em này.
rồi. À, đây. Đấy à. Đây là dễ dàng này. Đó. Đây. Rất là dễ dàng. Rồi, con này á thì mình cũng xin báo giá luôn, con này là mình bán là 1,6 triệu bao ship tặng bình nhớt ha. 1,6 triệu bao ship tặng bình nhớt, con này hồi trước mình bán 2 triệu á, nay chương trình giảm về 400. Rồi, 1,6 triệu. Rồi, con này là 1 triệu Yokohama 6,5 người, 1,5 triệu. Còn con Senkyo thì hiện tại em còn có 1 cây thôi. 1 cây, con này thì chắc em mình không test nữa đâu. Con này mình test nhiều rồi. Con này rồi. 1,350 triệu tặng bình nhớt. Vì chi là ba cái model này là em mình đang sell và giá cả rất là hợp lý nha anh em. Tại vì cái số lượng hàng còn có mấy con bị tồn kho ấy, cho nên là mình làm clip này. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 7 nhá. Thì anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ à, bán cho anh cái clip mà máy có con sen kia này, 6,5 người này, 1,350 triệu này. Đấy, Amax nhập Thái này, 1,6 triệu này. Yokohama đấy, nhập xuất Nhật này, GX200 này, 1,500,000 này ha. Miễn phí vận chuyển, tất cả máy của bên em là bao ship rồi ha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ góc trái màn hình để đặt hàng nhá. Cảm ơn anh em và hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của bên em mình ha. Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi ha. Hàng hóa về nơi anh em cứ kiểm tra giống như vô quảng cáo, đẹp hơn quảng cáo thì anh em mình lấy hàng. Và anh em nào đã mua hàng của mình rồi, hãy comment dưới phần bình luận nhá. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh em.